về cuộc này. Xem sức tức và trong tổ trên phía là mình ạ. Nói chung anh nghịch lắm. Thì đến năm anh 17 tuổi, năm anh 17 tuổi thì anh gây ra nhiều những vụ gây rối trật tự với cố ý gây thương tích ở vùng này này. Thì anh được tỉnh giám đốc công an tỉnh ký cho anh đi du học ở cái trường giáo dưỡng số 2 Linh Bình nhá. Mọi người có biết trường giáo dưỡng số 2 Linh Bình không? Alo. Alo. To lên thật ạ. Đừng buồn giàu em ơi, dẫu có bao buồn phiền. Và đâu ai trên nhân gian này muốn mong hòa được điều như. Chỉ cần là em vui, anh sẽ luôn cố gắng. Lo cho em thật nhiều để em chẳng phải thua thiệt ai. Dù mình nghèo em ơi, có phải đâu nghèo tình. Miễn sao đôi ta luôn bên nhau biết đâu ngày mai sẽ khác. Đời còn dài em ơi, đâu ai ai biết trước. Anh vẫn tin một ngày đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ. Đã được. Anh chưa lo được em trong lúc anh cơ hàn. Là một người đàn ông sao anh có thể để cho em buồn. Thả ngày xưa không nhiều anh, người khác sẽ cho em ấm em. Khi yêu anh rồi và anh phải chở che cho đời em. Anh yêu em vì em, bao khó khăn trong đời. Chẳng là gì thâm thiết khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười. Caric thì sao? Anh nghĩ là em sẽ là người đồng điệu.